xin giới thiệu, đây là đồng hồ treo tường đến từ thương hiệu Seiko. Đồng hồ nội địa Nhật đã qua sử dụng ngoại hình đẹp xuất sắc tầm 90%, vỏ của đồng hồ bằng gỗ. Em quay cận cảnh chi tiết vỏ gỗ trên đồng hồ cho các bác tham khảo nè, rất là xịn, rất là dày luôn. Các bác nhận được đồng hồ này là mình ưng ý ngay. Và cái kim giờ, kim phút trên đồng hồ thiết kế rất là độc đáo. Các bác nhìn từ xa nè, như hai cây bút chì được đan xen vào nhau, rất là đẹp mắt. Đồng hồ này sử dụng sóng radio cành tròn nên chạy giờ rất là chuẩn. Và bên này có một con mắt cảm biến nè, các bác thấy phía trên của đồng hồ nè, phía dưới của đồng hồ có hai cái đèn. Và bây giờ em sẽ mang cái đồng hồ này để test cảm biến và test đèn trên cái đồng hồ cho các bác tham khảo. Vào ban đêm á, tầm nhìn nó bị hạn chế nên mình rất là khó theo dõi giờ. Nên cái đồng hồ này á, nó có con mắt cảm biến. Chỉ cần khuất nhẹ cái ánh sáng chút xíu thôi thì hai cái đèn led thì nó sáng rực lên như vậy. Nhìn rất là đẹp và rất là thuận tiện cho các bác xem giờ vào ban đêm. Em mang cái đồng hồ này sâu vào bóng tối luôn nè. Đó. Càng tối á, thì cái đèn này càng rực sáng. Và bây giờ em sẽ mang cái đồng hồ này ra ngoài ánh sáng cho các bác xem nha. Sử dụng cái đồng hồ này dễ dàng theo dõi giờ vào ban đêm và mình có thể thay thế luôn được cái đèn ngủ luôn nha. Đây, khi mà ra ngoài trời sáng thì tự động á, hai cái đèn này á, nó tắt đi. Vừa tiết kiệm pin, vừa dễ dàng cho các bác theo dõi giờ vào ban ngày lẫn ban đêm. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Kênh YouTube của em là Thi Nguyễn Audio Ra Băng, địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Và đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ sử dụng pin tiểu.